Nó cũng mất À, cô tiền. Dung trên máy tính là cô Dung thấy rất nhiều bạn này, 29 bạn tham gia này. Đấy, các bạn khác mở cam nhá. Các bạn nào biết cô Dung chưa? Các bạn nào biết cô Dung chưa nhỉ? Em. À, em, anh Khoa. À, anh Duy. Trọng Dũng à? Đinh Trọng Dũng hôm qua vào số 3 này. À, thế, à, trong lớp mình bạn nào 4 tuổi nào, bạn nào 4 tuổi giơ tay số 4. Bạn nào 4 tuổi nào? Có ai 4 tuổi không? À có, anh Khoa 4 tuổi à? Sao Vũ Khánh mà cô. Cô này là Vũ Khánh, bạn này là bạn Quốc Khánh và à, Quốc Khánh à. Khoa rồi dạ, đây là bạn em. Anh Khoa là hôm qua học ở mẹ. Dạ, anh Khoa học siêu trí nhớ học đường của thầy Lê Tấn kia đó cô. Dạ. Hôm nay còn là mẹ. Em 4 tuổi. Dạ đúng rồi. Hôm nay là em học. Dạ. Dạ. Thôi em học cố gắng nhé. Ôi bạn nào 5 tuổi nào, bạn nào 5 tuổi. Ai 5 tuổi giơ số 5 cho cô xem nào. À rồi Đức Duy. Rồi Ngọc gì đây? Ngọc Nguyễn Ngọc. Con là Nguyễn Ngọc, cô không đọc hết, chưa đọc hết. Rồi, Nguyễn Ngọc gì nhỉ? Nguyễn Ngọc Khánh Chi à? Rồi, con đọc, bạn nào có tên mình đặt tên là Khánh Chi nhá. Khánh Chi, Gia Linh hay là Trung Kiên chẳng hạn. Đó, Hà gì đấy nhá. Mình đừng đặt tên dài quá, không mà cô không đọc hết được. Đó. Rồi, Gia Phúc à? Gia Phúc, con ngồi học đi. Gia Phúc ngồi học đi. Ngồi bàn học nào. À mình khi mình học thì mình ngồi trên giường hay mình ngồi trên bàn nhỉ? Mình ngồi ở bàn học hay là mình ngồi trên giường học? Nào. Bàn học. Ơi, mình ngồi trên bàn học nhá. Ngồi ở bàn học, ngồi học. Ơi Quang Kiệt hình như có cái gì đồ chơi đó rất là đẹp. Mình đặt quà đi mình. Em lành em đẹp. Rồi cô chào Khang. Quà đi con. Lấy con mực cho mực. Rồi, con Kiệt tân bích cho cô nhá. Các bạn tân bích cho cô nhá. Quả đi. Quả cho mẹ. Mày tân bích cho cô nhá. Rồi. À, Việt Nam. Mẹ đấu thì tôi cho mẹ. Việt Nam. Việt Nam ơi. Rồi, cô chào hai mẹ con Việt Nam ạ. Chào cô ạ. Dạ. Chào cô. Chào Việt Nam cố gắng nha. Chào trung học nha. Rồi sao không nghe thấy tiếng cô nói gì ạ? À? À, bạn Hiền Châu, các bạn khác có nghe thấy cô nói đấy. Nên là Hiền Châu kiểm tra lại cho cô nhé. Hiền Châu có thể thoát ra và lòng vào lại. Mình cài đặt. Lại. 4, 7. Năm bạn sao bạn rồi có bạn nào trong này 6 tuổi không? Có bạn nào học sinh 6 tuổi không? Có bạn nào 6 tuổi không? À bạn nào 6 tuổi giơ tay cô xem nào. À Khánh Linh à. Rồi anh Khoa tên mic cho cô nha. Khánh Linh 6 tuổi à. Ôi trời ơi. Ơi Hoàng An à. Hoàng An 6 tuổi. Rồi ai nữa? Để làm sao cái này lại bật được? Đón ra ở bài Hà Nội. À con Linh 7 tuổi hả? Vâng, nếu không gọi tôi. Vâng. Vâng ạ. À. Rồi trả lời cô nó, trả lời cô nhá. Vâng ạ, à, thấy chưa? Rồi cho Linh tắt mic cho cô nhá. Đâu đây là mic. À 7 tuổi học được ạ. À. 7 tuổi học được ạ, à. Nhưng mà học solo ban thì nó tốt hơn mẹ. Con finger đi học được ạ. À. Rồi, à, bây giờ cùng giới thiệu cho cô này, giới thiệu cho cô biết là chúng mình đến từ đâu. Đó, cô nhìn thấy chúng mình rồi này, chúng mình đến từ đâu này. Bây giờ cô gọi nhá, cô gọi, cô bạn sẽ đứng và bạn sẽ nói trả lời nào.
Rồi Nhật Tiến nào. Cô mời Nhật Tiến nào và Tiến Nhật Tiến mở mic rồi con nói là con tên là gì này? Con đến ở đâu này cho các bạn và các cô biết nào. Ta tên là Nhật Tiến, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. À, rồi Nhật Tiến đến từ thành phố Hồ Chí Minh rồi, cô cảm ơn Nhật Tiến. Rồi cô mời Đỗ Đức Duy nào, hai chị em nào. Con là Đỗ Đức Duy, con đến từ Thái Bình. À, Thái Bình rồi, hai chị em học hay là Đức Duy học thôi? Mỗi Đức Duy học thôi nhỉ? Hả? Rồi, Giang Phúc. Giang Phúc đã ở Vĩnh Phúc này. Rồi các bạn Khánh ở bên Cát cô ơi. Khánh ở bên Cát. Ở bên nào nhỉ? Bên Cát. Vĩnh Cát à? À Vĩnh Cát ở miền Nam đúng không? Rồi. Rồi bạn có bạn nào mà hôm qua mà Gia Phúc Pro MC à? Cái gì đây? Gia Phúc con ngồi lên bàn học nhá. Có một bạn là bạn thì nhờ bạn hôm qua là bạn đi học số 3 rồi, nó hôm nay đi học tiếp Finger là Đinh Trọng Dũng đúng không? Đinh Trọng Dũng nó hôm qua có học số 3 rồi đúng không? Em mở mic nói cho cô xem nào. À rồi, học số 3 thì mình không nên học Finger này nhá. Khi mình đã học số 3 rồi thì mình không nên học Finger, bởi vì hai cái phương pháp này rất dễ làm cho con bị rối và bị loạn. Đó, hai phương pháp này nhá. Học solo ban rồi thì thôi không học finger nữa. Mà có bạn học finger thì sẽ được học lên solo ban. Con 8 tuổi rồi cô. Sao? Cô ơi, con 8 tuổi rồi cô. Rồi, 8 tuổi rồi. 8 tuổi thì mình chỉ học một môn thôi. Được chưa? Mình học solo ban thì chỉ học solo ban thôi. Còn nếu như mà các bạn em bé ngày hôm nay là các bạn 4 tuổi này, 5 tuổi này, 6 tuổi này thì các em sẽ học finger. Đó, học finger thì tốt cho các em. Và sau này thì các em muốn học lên solo ban thì cũng được. Thế tuy nhiên những bạn mà học solo ban mà học finger nữa thì là cô Dung không dạy trực tiếp này. Khi mà dạy online thì rất dễ làm cho các bạn bị nhầm đấy. Và trong tính toán sẽ bị nhầm. Và khi mà bị nhầm thế thì lên ảo tính thì rất là khó. Đúng chưa? Đúng chưa, Trọng Dũng? Rồi, 9 tuổi. 9 tuổi đang đi học finger hả? Cô ơi, có học không hay? Đây! Cô ơi, con 8 tuổi à. Mình giao lưu một chút như thế nhá. Rồi, 8 tuổi. Cô ơi, cô vẫn vậy ngoài à. Rồi, bây giờ các bạn tắt mic cho cô nhá. Cô cho 5 giây để tắt mic nào. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Tắt hết mic chưa? Rồi. À, ai mà mở mic bây giờ là ai mà mở mic là cô không cho vào học nữa đâu. Thấy chưa? Đấy. Khi mà cô nói thì mình sẽ nghe. À, bây giờ chúng mình cùng chơi trò chơi với cô nhá. Để cô kiểm tra xem là các em bé 4 tuổi ngày hôm nay, em bé 4 tuổi ngày hôm nay có học được chưa, có trả lời câu hỏi của cô không nhá. Rồi, bây giờ này, chơi trò chơi tay trái và tay phải. Chơi trò chơi gì nhỉ? Tay phải. Rồi. Bây giờ mình chơi này, khi cô nói là tay trái đâu là tay trái đâu thì chúng mình sẽ hô cao thật cao và nói tay trái đây là tay trái đây. Hay chưa? Khi cô hỏi tay phải đâu là tay phải đâu thì chúng mình sẽ nói là tay phải đây. Hay chưa? Rồi, sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng chưa? Tớ cao tay là nói sẵn sàng. Rồi, bắt đầu này. 2, 3. Tay phải đâu là tay phải đâu? Tay phải đây là tay phải đây. Hay. Rồi. Tay trái đâu là tay trái đâu? Tay trái đây là tay trái đây.
về đây thầy. Chưa được, phải đứng lên hoặc là làm cái gì đó để học tập bằng 100% năng lượng đúng không? Rồi bây giờ tiếp này, trên lại nào, tay phải đâu là tay phải đâu? Tay phải đây là tay phải đây. Hay rồi, tay trái đâu là tay trái đâu? Tay phải đây. Hay rồi, có bạn sơ sai đây rồi. Rồi bảo Nam nhé, bảo Nam bảo mẹ chỉnh tay cho mình nhá. Rồi tay khi mà cô làm như này là cô phải đâu nào? Đúng, tay phải này, các bạn, em bé ngày hôm nay là các bạn mà học cùng với mẹ này, học cùng với bố để cho bố mẹ chỉ cho mình học đúng nhá. Rồi bây giờ giấu tay phải đi, xe tay trái ra. Đúng rồi, giấu tay trái ra, xe tay phải lên. À, tay phải. Rồi Ngọc Anh giơ tay sai nha. Rồi Khôi Nguyên tay phải. Rồi anh Khoa đúng rồi, Khánh Chi đúng rồi, Gia Linh nào, rồi Quang Kiệt đúng rồi, Tuệ Mẫn đúng rồi, tay phải đúng rồi, Tuệ Mẫn đúng rồi. Rồi nào Lê Duy nào, à Lê Huy tay phải đâu? Rồi mình ngồi học nhá. Rồi mình ngồi học lên bàn nhá. Rồi chính xác rồi. Bây giờ cùng làm cho cô này. À hôm trước là cô có giới thiệu là các số đúng không? Đó, các số. Thì hôm nay không biết là các bạn nào nhớ không nhá. Ôn lại nào. Nhìn thật kỹ cô này. Cô làm hành động gì đây và số gì đây? Rồi con hãy viết vào số nhanh nhất cho cô nhá. Bắt đầu này. Ai? Số mấy nhỉ? À, rồi, Khuê nói là số 1. Rồi, số 1, đúng rồi, Thảo Vi số 1. Đúng rồi, Khánh Chi số 1. À, số 1, rồi, đúng rồi, chính xác. Số 1, cô quỵ ước là cây nến nào? Thổi cùng với cô, xe một ngón ra. 2, 3, thổi nến. Đúng rồi, số 1, cây nến. Chưa? Số 1, cây nến số mấy? Đúng rồi. Số 1, cây nến số 1. Chính xác chưa? Rồi, tiếp này. Đây là gì? À, tay thỏ đúng không? Số 2, đúng rồi. Số 2, tay thỏ. Rồi, mình tắt mic. Một là mình sẽ viết ô chat. Hai là mình sẽ nói, cô sẽ nhìn thấy cam của con, được chưa? Cô sẽ nhìn thấy cam để cô xem là bạn cùng với bố mẹ nữa. Đó. Mình không mở mic cả ồn nhá. À, số 2 tay thỏ. Được chưa? Đã lên đầu. Số 2 tay thỏ. Đó. Số 1 cây nến thổi. Phù. Rồi, số 2 tay thỏ. Được chưa? Tiếp. Wow, cô Dung đang có một đĩa xoài này. Cô Dung cầm một thứ gì đó này. Cô Dung làm động tác gì nhỉ? Rồi, xiên vào miếng xoài và cô Dung ăn này. Bài bên này. Cô Dung cái gì đây? Ba cái mí. Ba cái gì á? À, đây rồi, số 3. Rồi, xe 3 ra. Tay phải nhá, chúng mình dùng tay phải. Giấu tay trái đi. Xe tay phải ra. Đó. Số 3 cái dĩa. Rồi có một bạn Hư Phạm Hoàng Quân ạ. Rồi cô mời Phạm Hoàng Quân ra khỏi phòng học ạ. Rồi xin nhờ ban kỹ thuật ạ. Mời bạn Phạm Hoàng Quân ra khỏi phòng ạ. Rồi tiếp nha. À, những cái bạn như thế là cô Dung cực kỳ là buồn đấy.
À, khi mình vào học hay đúng không? Khi mình vào học thì mình học được kiến thức này. Chứ mình có phải là học vào chơi đâu đúng không? Chứ mình có phải vào phá người khác không? À, có phải như thế không? À, mình là một em bé ngoan, em bé hư nhỉ? Em bé ngoan đúng không? Đó, em bé ngoan thì mình học tập cùng với cô này. Cùng với mấy con lắm. À, được rồi. Mình kiểm tra lại đường lên mạng nhá. Rồi, tiếp số 3, cái dĩa. Rồi, tiếp số 4 này. Ôi trời ơi, nóng quá. Số 4, bé qua. À, thông minh, chính xác. Thông minh, số 4, cái quạt. Được chưa? Xe 4 ra, vậy. Được chưa? Đó, xe 4 ra, vậy. Đó, số 4, cái quạt. Yeah, số 4 cái quạt. Tiếp. Rồi, anh béo đâu là anh béo đâu? Anh béo đây là anh béo đây. Hay chưa? Yeah. Anh béo nào? Anh béo đâu? Anh béo đâu? Anh béo đây, anh béo đây. Rồi, Quang Kiệt nào? Quang Kiệt. Đúng rồi. Rồi, Tuệ Mẫn giờ đúng rồi. Anh béo đây là anh béo đây. Anh béo số mấy? Ơ, à, có bạn trả lời rất nhanh. Đây, Khánh Chi số 5, Khánh Linh số 5, Thảo Nguyễn số 5. Rồi, Thảo Vi số 5. Rồi, tiếp nào. Đúng rồi, số 5. Số 5, anh béo. Số 5, anh béo. Rồi, cất bàn tay trái đi, xòe bàn tay phải ra. Số 5, anh béo. Đúng rồi. Số 5, anh béo. Tiếp. Tiếp theo là ôn lại nhá. Số 1, cây nến. Số 3, cái dĩa. Số 4, cái quạt. À, số 5, anh béo. Chưa? Tiếp, số 6 này. Ôi, có một con cua. Cắt vào tay. Ui da, đau quá à. Đi đây. À, số 6, càng cua. Đây là cái càng cua này, cắt này. Được chưa? Thử cắt vào tay mình xem có đau không? Thử cắt vào 2, 3, thử cắt vào. Ui da, đau quá à. Rồi, cắt vào tay mình nhá. Không được cắt vào tay mẹ đâu. Như thế không được, được chưa? Đó, số 6, càng cua. Được chưa? Số 6 gì nhờ? Càng cua số 6. Càng cua số mấy? Số 6, đúng rồi, số 6. Ôn lại, anh béo số 5. Càng cua số 6, được chưa? Nhìn này, đó, mình xòe ngón này ra. Xong mình xòe tiếp một ngón nữa. À, có bạn xòe ngón này. Được không? À, có bạn bảo cô, con xòe ngón này được không cô? Con xòe ngón này được không cô? Được, con xòe ngón này được không cô? Hay con xòe được ngón này không cô? À, bên không, đây được, không được, không được nhá. Không được. Như đây là xe anh béo này tiếp. Rồi cô mời bạn tắt mic nha. Quy tắc này, xe anh béo rồi xe một ngón gần bên anh béo nữa, được chưa? Đó, quy tắc nha, quy tắc xe nha. Số 6, được chưa? Tiếp này, số 7. Số 7 là gì đây? Số 7 xòe ngón tay này ra cho cô. Một anh béo và hai anh gầy, được chưa? Đây. Xe số mấy đây? Số 7. Có bạn hơi khó. Thì chúng mình dùng tay, chúng mình bẻ, chúng mình giữ tay, giữ hai ngón ở dưới. Chúng mình xòe ra đây, được chưa? Có bạn thao tác tay chưa? Đúng rồi. Thế nên là sẽ lên là số 7 chưa? À, thao tác tay này làm giúp vận dụng các con rất tốt cho sự hình thành hình ảnh nhá. Để chúng mình cố gắng nhá. Rồi, số 7 chưa? Số 7 súng bé rồi, chính xác. Số 7 súng bé, chiêu chiêu. À, súng thì mình không nên bắn cho các bạn khác đâu nha, được chưa? Mình chỉ là chơi thôi nhá. Tên gọi thôi, không được đi ra ngoài. Học xong cô Dung là bắt đầu đi ra ngoài. Số 7, bắn bùm bùm. Không thế nha, không thế, được chưa? Không như thế nha, cô Dung mà biết là bạn nào như thế là cô Dung buồn lắm, cô Dung không dạy đâu. Không nhận các bạn đi đâu, được chưa? Rồi, số 7, súng bé. Tiếp theo là số 8 nào. Số 8. Đố bạn nào xe được số 8 đấy. Rồi, cô Dung đố bạn nào xe được số 8 đấy. Ơi, Hoàng An à, Hoàng An cơ hẳn lên à. À, Tuệ Mẫn rồi. Rồi, rất là nhiều bạn xe. Rồi, chúng mình xe này. À, khi chúng mình không chưa xe được như thế này thì chúng mình sẽ giữ tay trái
thế này. Số 8, súng lớn, chiu chiu, nhá. Súng lớn. Số 8, súng lớn. Rồi chúng mình có thể tưởng tượng ra cái khác không được? À, số 8. À, được chưa? Số 8 này. Rồi, tiếp số 8 rồi, số 7. Số 7 súng bé, số 8 súng lớn, số 5 anh béo, số 6 càng cua. Vậy số 9 là gì nhỉ? Số 9 là gì nhỉ? À, bye bye, chính xác. Vậy Mẫn Thảo Nguyễn rất nhanh, Nhật Tiến rất nhanh. Rồi, bye bye, số 9 bye bye. Rồi, đến cái nào Nhật Nam nào, Nhật Nam đâu rồi? Nhật Nam đâu? Số 9 bye bye. À, cô chưa nhìn đến Nhật Nam. Rồi, Nhật Nam, Nhật Nam mở mở cam lên nhá, Nhật Nam nhá. Rồi, số 9 bye bye. Xin chào, bye bye. Số 9. Đấy nhá. Ô, cô bảo là, ô, đâu cô, đâu, đâu, không phải. Có số 5 nữa chứ. Có phải số 5 không? Có phải số 5 không? Gật, gật hay lắc? Gật, gật, gật hả? Đấy, lắc lắc hả? Anh có. À không, đúng không? Số 9 được chưa? Mình xòe ngón tay ra số 9. Anh có. Ngọc Anh không? Ngọc. Rồi, tắt mic nhá. Anh có. Công dân tắt mic cho tôi nhá. Rồi. Số 9, được chưa? Tiếp này. Phản ứng nhanh này. Bắt đầu. Ôn lại số này, ôn lại tớ từ số. À, có một số nữa, đố bạn nào biết. Còn thiếu một số nữa. Ghi vào chat giúp tôi là bạn nào nhanh nhất à? À số 10. À, có một số nữa chưa học. 10. À 10 à? Ơi, bạn nào đang đứng, một phần thưởng dành cho các bạn đó. À, Phúc Vàn. Rồi, đúng chính xác, Phúc Vàn nhanh nhất. Phúc Vàn. Đúng rồi, số 0 chính xác Bảo Nam. Chúc mừng Đeo à? Rồi. Mình đổi tên nhá, đổi tên của mình nhá. Bảo mẹ đổi tên hoặc là bố đổi tên nhá. Rồi, đúng rồi, số 0. Số 0 là gì nhỉ? Số 0. À không, chẳng có gì nào tay bạn. Đúng rồi, số 0. À có bạn bảo là ô trời, cô giống quả trứng. À không phải, không phải. Đúng rồi, không như thế nhá. Mình học không như thế nhá. Chưa? Đây có bạn bắt số 0. Chiu. Thế là đúng không? Anh có. Không làm như thế nhá. Số 0. Cái cua. Em vừa đóng đinh đúng không? Đóng đinh. Đó, thế vừa đóng đinh. Đóng đinh rồi. Đóng đinh. Rồi. Rồi ôn lại nào. Số 0. Cái cua. Số 1. Cây nến. Số 2. Tai thỏ. Số 3. Cái dĩa. Chưa? Số 4. Cái quạt. Rồi, số 5 anh béo. Số 6 càng cua. Số 7 cây súng bé. Số 8 cây súng lớn. Được chưa? Và số 9. Bye bye. Rồi, hiểu bài chưa? Rồi mình ôn lại nhá. Số 1 này. Số 2 này. Số 3. 4 5, 6, 7, 8 và 9. Chưa? Hôm nay mình học gần này số nhá. Rồi, có bạn nào nhìn thấy không? Bạn nhìn thấy không? Nhìn thấy gật đầu một cái số xem nào. Nhìn thấy là gật đầu nè. Nhìn thấy số không? À, thôi. Thôi, gật thế thôi. Không đau đầu. Rồi. Tiếp theo, à mình có đây, à rồi có giới thiệu hàng tiếp này, cái này hơi khó nên là mình sẽ tập trung nhá. Bên tay phải sẽ biểu thị hàng đơn vị, tay phải hàng gì nhỉ? Hàng đơn vị, à các con 4 tuổi hoặc các con 5 tuổi thì mình chưa biết đến hàng đơn vị nhưng hàng chục đúng không? Bây giờ cô giới thiệu luôn này, chúng mình học luôn này, tay phải hàng đơn vị. Chưa? Đây phải hàng gì? Hàng đơn vị. Rồi các bố mẹ giúp con nhá. Các bố mẹ giúp con 4 tuổi thì hơi khó. Vì vậy là mình sẽ nhớ này. Đây phải hàng đơn vị. Rồi tiếp.
tay trái tay trái sẽ lên, tay trái hàng chục. Đúng rồi, tay trái hàng chục, chính xác. Tay trái hàng chục. Tiếp, tay phải hàng đơn vị. Tay trái hàng chục. Được chưa? Muốn nào? 2, 3, bắt đầu. Tay phải hàng đơn vị. Tay trái hàng chục. Tay phải hàng đơn vị. Tay trái hàng chục nha. Vỗ tay và nói thông minh. Nói to vào. 2, 3, thông minh. Rồi, ui cô thấy có một bạn cứ thế này cười, cứ thế này cười đấy, có học cái gì cả. Mình học mình xòe tay ra nhá. Học toán finger math là mình sẽ học bằng đôi tay, có phải là học bằng miệng không? Có phải học bằng miệng không? Rồi xòe tay ra, mình học thì phải xòe tay ra nhá. Rồi tiếp này, bây giờ cô dùng sẽ cho chúng mình luyện tập tiếp, ôn tập giới thiệu tiếp này. Tay trái là hàng chục. Vậy đây là số mấy? Tay trái là hàng chục. Vậy đây là số mấy? Số mấy? Comment bên dưới. Wow! Rồi! Thông minh ơi! Hai bạn comment rồi. Số mấy? Quang Kiệt nào? Quang Kiệt giơ tay trái ra nào. Rồi, Quang Kiệt giơ tay trái nhé. Wow, Khánh Chi vào số 10. Chính xác số 10. Được chưa? Tay phải hàng đơn vị, giấu đi. Tay trái hàng chục, xòe ra. Số 10. Được chưa? Đây là số mấy? Số 1. Rồi, khẩu hình miệng này. Rồi, chúng mình không bật mic nhưng mà chúng mình khẩu hình miệng này. Số 1 mình ghi là đọc to. Số 1. Đó, miệng như thế này là cô nhìn thấy là số 1 nhá. Số 10 là số 10. Cái cười ra, số 1 là số 10 là 10. Được chưa? Rồi, làm lại nhá, số mấy này? Miệng đâu? Ôi, có bạn cười. Số 1, được chưa? Số mấy đây? Số 10, như là cười. Rồi. đúng rồi, số 10. Số 10 tay trái, số 1 tay phải, được chưa? Rồi tiếp này. Tiếp này, số 5 số mấy đây? Số 2 cũng. Số 2 cũng o miệng lại. Số 2 o miệng lại, cô xem nào. Rồi, tiếp này tay trái này, số mấy đây? 20. Đúng rồi, 20. Cười tiếp, 20. Đúng rồi, 20. Chính xác, 20. Tiếp, thông minh thế này thì đố tiếp này. Đố biết luôn. Đố biết ai nhanh nhất này. 1, 2, 3. Nào, chú ba. Chắc được không? đúng rồi. 30. B20 à? B20 là gì đây? Rồi, 30. Chưa? 30. Đây. Số 3. Đúng rồi, chính xác số 3. Đây. Số 30. Đúng chưa? Tiếp, đây. 2. Đúng rồi, đây. 20. Rồi, chính xác. Tay, đây. 10. Chính xác. Vậy tiếp. Đây. 40. 40 nhá. Vậy còn bên này, tay phải ở bên này là 4. Chính xác 4. Chúc mừng bạn nào đây. Chúc mừng Gia Linh, vỗ tay cho Gia Linh. Rồi các em, rồi cô Dung sẽ mời. Tiếp này, cô Dung sẽ mời này. Cô Dung mời một em nhỏ nhất. Cô Dung mời Ngọc Anh nào. Cô Dung mời Ngọc Anh nào. Cô Dung mời Ngọc Anh. Cô chào hai mẹ con Ngọc Anh. Ngọc Anh nói cho cô biết nha. 1, 2, 3. Số 2. Rồi, chính xác. Số 3. 4. Mười, là tay 40. Nhìn hai tay như thế này của cô này.
nhìn hai tay, tay chè ra là số mấy đây? Tay phải chè ra là tay phải là đơn vị, là đơn vị, là đơn vị. Tay phải hàng đơn vị, tay trái là hàng chục, được chưa? Ngọc Anh nhớ nhé, Ngọc Anh ơi nhé. Rồi mẹ giúp Ngọc Anh ôn lại nhé. Rồi tiếp. Rồi bây giờ tiếp này, hàng chục. Hàng chục thì chúng mình hôm nay chúng mình học đến số 40 thôi nhá, thấy chưa? Bây giờ mình cùng bảng tiếp tính này, bảng tiếp tính như sau. Rồi bây giờ làm được con phép tính này trước nào. Chúng mình nhìn thấy rõ không? Có nhìn thấy rõ không? Nhìn thấy rõ, gật đầu, gật đầu, gật đầu. Rồi, đúng rồi, các em bé 4 tuổi yêu quá. Rồi, bây giờ này, bây giờ dùng thực hiện phép tính này. Đọc cho cô, đọc nhá. Các em bé mầm non đọc nhá. Đọc cho cô này, đọc. 2 cộng 1 bằng. Đó, chưa? Dấu gì đây? Dấu gì nhỉ? Dấu cộng, được chưa? Đây là dấu cộng, đây là dấu bằng. Ơi bố mẹ giúp con, bố mẹ giúp con đi. Em bé mầm non thì chưa biết đến dấu cộng dấu bằng thì bố mẹ dạy cho con nhá. Đây là dấu cộng này. Tiếp. Rồi chúng mình xòe hai chúng mình xòe mấy ngón tay, xòe hai ngón tay ở bên tay trái không, ở bên tay trái không? Gật hay lắc có bên tay phải không? Không, đúng rồi, không. Xòe hai bên tay phải ra. Ơi, hai. Xòe hai. Cộng là thêm hay bớt? Thêm, đúng không? Cộng một, xòe một ngón tay lên nữa. Xòe một. Đếm. Một, hai, ba. Kết quả bằng ba. Ơi, ghi ba. Chưa? Đó, tiếp. Đó. Phép tính này, đọc cho cô nào. 2, 3, 1 1 Cộng 1 1 Cộng 2 Cộng 2 Rồi, chính xác. Ở đây có dấu cộng không? Không có, đúng không? À, trong toán sụt tan, trong toán tư duy thì không có dấu gì sẽ là dấu. Không có dấu gì sẽ là dấu cộng, đúng chưa? Thế như này có phải là, như này có phải dấu cộng không? Như này bắt đầu là dấu cộng không? Không. Gần hay lắc. Không, đúng không? Đây là dấu gì nhỉ? Trừ. Dấu gì? À đúng rồi, dấu trừ. Rồi, chính xác, dấu trừ. Rồi, bây giờ làm cho cô nào. 1. Xòe 1 lên. 1. Được chưa? Cộng thêm 1. Cộng thêm 1, được chưa? Cộng 2. Đếm ngón tay. 1, 2. 1, 2. Bằng 4. Chính xác, thông minh. Ơi, có thể chúng mình làm rất tốt. Ơi, có bạn còn comment trước cả cô dạy. Học bằng finger thì mình sẽ là học trên bàn tay. Chứ mình không học tính nhẩm. Được chưa? Các anh này có bạn 7 tuổi này, có bạn 8 tuổi, có bạn 9 tuổi vào học thì mình dùng trên ba bàn tay nhá. Còn các em thì sẽ đếm, các em buổi ngày hôm nay các em nhỏ hơn nên là cô giới thiệu kỹ hơn và để cô cho các bạn đi học tập kỹ hơn nhá, được chưa? Đó, xòe ra đó. Bây giờ đấy là phép cộng này, làm ví dụ này cô sẽ gọi này, cô sẽ gọi một bạn này. Đây, làm cho cô phép tính này. Cô sẽ gọi. Cô mời. À, Xuân Lê rồi ạ. Cô mời Xuân Lê. Giơ tay rất đẹp. Rồi, cô mời Xuân Lê. Rồi, Xuân Lê mở mic lên con. Bố. Rồi, Xuân Lê làm cho cô nào. Này. 2 cộng 2 bằng 4. Con kêu lớn lên, nói lớn lên đi. Nào con, thưa cô. Thưa con. Thưa cô. 2 bằng 4.
À, 2 cộng 2 bằng 4, xè ra nào. 2 cộng thêm 1 2 bằng 4. Nói lớn lên. Chúc mừng Xuân Lê. Rồi, bằng 4, chính xác. Rồi. Cô mời tiếp. Con nói lớn lên được chưa? Mời Việt Nam. Cô mời Việt Nam nào. Ở Việt Nam là cô thiết tính này nào. 5 cộng mấy đây? 5 cộng 1 ạ. Rồi Việt Nam, Việt Nam xẻ tay ra con. Việt Nam xẻ tay ra. 5 đâu? 5 đâu là 5 đâu? Úi giời thôi. Số mấy đấy? Số mấy đấy? Số mấy? Rồi, nào xẻ 5. 5 cộng thêm 1. 5. Được chưa? Cộng thêm 1. 5 cộng thêm 1 1 bằng 6. Bạn mồm vào cô Duyên. Bằng mấy? Bằng mấy? Nó bằng 6. Rồi, bằng 6 nha. Chính xác bằng 6. Rồi, cô cảm ơn Việt Nam. Phép tính khó hơn này. Phép tính khó hơn dành cho những em bé nào mà tập trung này, ghi nhớ từ đầu đến giờ này. Cô mời một em bé đang học rất chăm chỉ. Cô mời anh Khoa. Ơi, anh Khoa ngồi học rất chăm chỉ. Cô mời anh Khoa thực hiện phép tính này cho cô. Ơi, anh Khoa thực hiện phép tính này cho cô nào. Rồi, bắt đầu. Con đưa tay nha. Hai, buông hai ngón tay. Anh Khoa đưa. Hai. Hai. Cộng 5 bằng 2 3 4 5. Rồi con đưa tay lên. Đây, đưa lên. Rồi con này, cái này cái súng bẻ là số mấy? Số mấy nhỉ? 8. Không, 5. 7. Đúng rồi. À, chính xác, số 7. Rồi con trả lời lại. Con thưa cô. Dạ, con thưa cô. Con thưa cô chú 7. À đúng rồi, chính xác, vô tay nói thông minh. Ơi, số 7. Rồi, em bé đây mình gọi là em bé 4 tuổi này. Tiếp một em bé 4 tuổi nữa làm cho cô phép tính này. Ôi, phép tính này khó không? Không khó. Rồi. Bạn nào vô tay nhanh nhất? Cô đến này. 1 2 3. Rồi. Như là cộng thêm 5 nữa bằng. Rồi, anh Hoa tân minh không phải khác nha. Rồi, cô mời em bé. Em bé có tên là Công Danh. Rồi, đố nào, Công Danh nào, làm cho có cái tính này nào, xẻ tay ra. Rồi, Công Danh mấy tuổi con? Rồi, con mở mic lên. Rồi, alo, công danh đúng không? Rồi, cho 3 giây để công danh nói đây. 3, 2, 1. Rồi, cô chưa nhận thấy sự phản hồi của bạn công danh. Được chưa? Rồi, cô gọi bạn Khang nhá. Cô gọi bạn Khang nào? Bạn Khang nào? Đó, bạn Khang ngồi bàn học rất nghiêm túc luôn. Khang nào, Khang ơi? Khang mở mic nào? Khang mở mic nào. Ha, Việt Nam có kết quả rồi. Ơi, Khang đi rồi. Ui, buồn quá, cô Dung buồn quá. Rồi, thay bảo nói bạn nào. Cơ hội cho bạn nào ra tay. Ơi, Bảo Nam. Con chào cô đi. Con chào cô. Ơi, con chào Bảo Nam. Rồi, Bảo Nam là cho cô nhá. Xẻ tay ra nào. Xẻ tay nào. Một. Cộng 2 bằng 9. À, chính xác bằng 9. Rồi, chúc mừng con. Chính xác bằng 9. Được chưa? Thông minh. Rồi, thực hiện phép tính này cho cô tiếp. Thực hiện tiếp này. Sẽ có. Đây, cô sẽ gọi thêm 2 bạn nữa nha. 2 bạn nữa làm cho cô.
Rồi, đây. Rồi, cả lớp cùng làm nào, cả lớp cùng làm. Cả lớp cùng làm cho cô nhá. Ai giơ tay đầu tiên thì sẽ được lên nào. Cô đếm này. 10 giây là bắt đầu. Rồi, công danh. Bạn nào là bạn công danh đấy nhỉ? Bằng ta. Kết quả Kết tình A, kết tình B. Kết tình A. Hết giờ làm. Cô gọi, đọc kết quả luôn cho cô nào. Cô gọi Khánh Linh nào. Khánh Linh, câu A bằng bao nhiêu con? Cô là bằng 9 ạ. À, bằng 9, đúng không cả lớp? Đúng, vỗ tay cho bạn nào. Đúng thì vỗ tay cho bạn. Bằng 9, rồi, tiếp. Câu B, cô gọi tiếp. Câu B, cô mời bạn. Tuệ Mẫn. Cô mời bạn Tuệ Mẫn, câu B. Kết quả bằng bao nhiêu con? Có thứ mấy bạn kết được tay không? Ờ, Tệ Mẫn ơi, trả lời cho con nào. Tệ Mẫn. Tệ Mẫn bằng mấy nhỉ? Tệ Mẫn mở mic đây con. Mở mic. Thái mát bằng 8. Bằng 8. Ờ, cô trả lời lại nào, bằng cho cô. Bằng cho cô. Bằng bằng 8. À, đúng không cả lớp? Đúng, vỗ tay cho bạn Tuệ Mẫn. Nhà Tuệ Mẫn là như là 4 tuổi hay 5 tuổi đúng không? Rồi, rất tốt. Buổi đầu tiên mà các con có làm được bài này thì vô cùng là thông minh. Vỗ tay bạn nói thông minh. Tôi lên đầu nói thông minh. Rồi, đây, hôm nay mình sẽ học tiếp theo một dạng nữa, đó là dạng trừ nhá. Dạng trừ. Đây là dạng cộng này, tiếp theo là dạng trừ. Dạng trừ, bây giờ cô sẽ có này. Rồi, đây. A, B, C. Rồi, các lớp nhìn thấy không? A, B, C, được chưa? Rồi, bây giờ cô hướng dẫn này. Để làm được phép trừ thì mình sẽ là bớt đi, được chưa? Rồi, mời một bạn làm nhỉ? Mời một bạn làm. Câu A. 1, 2, 3, giơ tay. Rồi, Minh Ngân nào? Minh Ngân. Rồi, Minh Ngân nào? Minh Ngân mở mic lên nào cho cô câu A nào. Rồi nào, Minh Ngân xảy tay ra, Minh Ngân ấy. Minh Ngân xảy tay ra, con xảy tay ra tính nào. Tay phải. Nào, số mấy đây? 5. Ô, số 5 bạn xảy tay như này là đúng chưa? Số 5 là anh gì nhỉ? Số 5 là anh béo, được chưa? Số 5 anh béo. Rồi, diện nào? 5, chính xác. Cộng 2, cộng thêm 2. Cộng 1, cộng 2. Trừ 1, bớt 1. Bằng 6 cô. 6. Rồi, bằng 6. À, có bạn xoay như này là có bạn xoay như này này. 5, ờ đúng, bạn đi xoay 5. Cộng 2, bạn đi xoay này. Cộng 1, cộng 2. Như thế này có phải không? Gần hay lắc? Vẫn là hai ngón mà cô. Không được nhá. Rồi, xòe 2 cộng 2 ở ngón này, hai ngón này kế bên anh béo chưa? Có bạn trừ này, trừ 1 có bạn trừ như thế này. Đúng không? Gần hay lắc nào? Có đúng không? Không, được chưa? Mình trừ là trừ ngón ngoài cùng, trừ vào.
Đó, bằng 6. Chính xác, bằng 6. Chúc mừng thầy. Chúc mừng Minh Ngân. Rồi, cô B, cô B, cô mời bạn tiếp. Cô B. Cô B, cô mời bạn Quang Kiệt nào. Quang Kiệt đang có đồ chơi rất đẹp. Rồi, Quang Kiệt đang cho cô nào. Cô B là... Cây đâu là cây đâu? Bố. Cây đâu là cây đâu? Đúng rồi nào. Chưa nào. Rồi, tính đi con. Ngồi thẳng lưng. Quang Kiệt ngồi thẳng lưng. Ngồi thẳng lưng. Đúng rồi. Giơ cao tay. Giơ cao tay. Quang Kiệt giơ cao tay. Rồi, trừ 2, 4, trừ 2, cộng 5. Bằng. Cộng 5. Cộng 5. Bằng. 7. 7. Đúng rồi. Năm là gì nhờ? Năm là gì? Năm là anh béo. Quang Kiệt nhớ nha. Rồi đấy, thái độ của mình. Thái độ của mình quyết định kết quả của mình đi nhá. Nãy vừa nãy thái độ của Quang Kiệt là dùng đồ chơi trô lên trên đầu. Không giơ tay, được chưa? Quang Kiệt chú ý nhá. Mình tạm thời mình bỏ đồ chơi sang một bên, được chưa? Mình học tập, mình học xong thì mình lại lấy đồ chơi mình chơi lại được không? Như không được. Có được học, vừa học vừa chơi không? Vừa học vừa nghỉ đồ chơi không? Gật hay lắc nào? Gật hay lắc? Gật hả? À. Lần gật hả? Có bạn gật đây này. À không. Không. Không đâu. Chưa? Rồi hiện lại nào. 4. Xe 4 ra. Quang Kiệt xe 4 nhá. 4. Đúng rồi. Trừ 2. Trừ 2. Rồi trừ ngón này hay trừ ngón này? Không trừ ngón này nhá. Trừ ở bên ngoài. Trừ vào. Trừ 1. Trừ 2. Chưa? Cộng 5. Cộng 5 là xé 5. Bằng 7. Yeah. Rồi, chính xác bằng 7. Được rồi. Phân C. Phân C. Cô mời một bạn tiếp. C. Đó. Cô là cô gọi những bạn mà ít khi giơ tay. Bạn nào không giơ tay cô sẽ gọi. Ít khi giơ tay. Rồi. Em bé. Rồi. Cơ hội cho bạn Hoàng An. Hoàng An nãy vào học nãy kiểm tra chưa? Nãy chưa? Hoàng An nào? Hoàng An nào cho cô thích cái này nào? Hoàng An. Hoàng An ơi. Ơi. Hoàng An mở mic nha. Hoàng An mở mic. Rồi, thằng cua đâu? Rồi, Hoàng An nào. Đưa lên đây cho cô. 6 nào, 6 đâu? 6 Hoàng An, đúng rồi, chính xác 6. Trừ 1. Nhỏ lại, số nhỏ lại. Trừ 1. Trừ 1 nào, trừ 1 đâu? Trừ 1 đâu? Trừ 1. Trừ 1 được chưa? À, không, trừ 1 này. Đây là 5. Còn đây là 1, đây là 6 đúng không? Trừ 1. Trừ 1 cộng 2 đếm. 1 2 xòe 2 lên. Đúng rồi. Thành số mấy nhà Hoàng An? Số mấy nhà Hoàng An? Đọc cho to cho cô. Số 7, chúc mừng. Vỗ tay mà nói chúc mừng. Vỗ tay chúc mừng. Rồi số 7. Rồi, cả lớp hiểu bài chưa? Ai chưa hiểu bài? Ai chưa hiểu bài giơ tay. Ai chưa hiểu bài giơ tay. Dạ hiểu bài rồi. Hôm nay đã học Đức Duy à? Đức Duy có hiểu bài không An? Đức Duy có hiểu bài không An? Ai hiểu bài? Ai hiểu bài lắc đầu? Ai hiểu bài lắc đầu? Ai không hiểu bài gật đầu? Em hiểu. Xem nào, các bạn đã gật đầu không? Ai không hiểu bài gật đầu? Rồi, chúc mừng con, chúc mừng các con. Bây giờ cô sẽ quay vào camera của máy tính và cô sẽ chia sẻ màn hình để các con luyện tập trong một thời gian nhá. 10 phút để chúng mình làm xong. Sau 10 phút cô sẽ chơi bài nhá. Rồi. Rồi, cả lớp nhìn thấy cô không? Cô không ạ. Rồi, cả lớp có nhìn thấy cô không? À, rồi. Ừ.
Rồi, cô xuống đây, cô xuống đây. Tiếng mà cô kia vô cũng bình hội làm gấp thì để coi là gặp như cô đây bây giờ nhá, bây giờ chúng mình cùng làm cho cô phép tính này. Ồ, xin nhờ ban kỹ thuật ạ. Chúng mình có nhìn thấy bạn, chúng mình có nhìn thấy màn hình của cô không? Có, có gật đầu, gật đầu. Gật đầu cô xem nào, gật đầu, gật đầu. Rồi, tiếp này. Đây là một chú cá heo rất xinh xắn. Chú cá heo này sẽ đi cùng với mình, học cùng với mình trong bộ môn toán finger trên bàn tay, chưa? Rồi bây giờ cùng đi vào bài tập ngày hôm nay nhá. Rồi ở đây có 9 phép tính. 9 phép tính mà chúng mình sẽ làm nhá. Chúng mình sẽ làm và sự trợ giúp nhờ mẹ hoặc là bố hoặc là chúng mình có hiểu bài chúng mình sẽ làm ở đây nhá. Rồi thời gian tính bắt đầu trong vòng 10 phút. Chúng mình có thể chúng mình mang vở ra, chúng mình ghi vào, chúng mình ghi là A, bài tập thứ nhất này, bài tập 1, buổi học ngày hôm nay, bài tập 1. Rồi A 2 chấm, B 2 chấm, C 2 chấm. Đó, rồi báo cáo kết quả lên cho cô nhá. Rồi, Nhật Nam ghi vào ô chat trả lời các bài tập rất tốt này. Đó. Rồi tiếp tục nha, chúng mình sẽ tập, chúng mình sẽ làm. Rồi, có bạn đang vẽ vào màn hình của cô này. Có bạn đang vẽ vào màn hình của cô. Thế là không được đâu nha. Chưa? Không được đâu nhá. Phải ăn hơi nhớ rồi mọi Rồi Duy Lai nào, Duy Lai. Hoàng Anh nào, Hoàng Anh hay tập trung nào con, Hoàng Anh tập trung. Hai. Đó, bạn Nam hai mẹ con ngồi học rất chăm chỉ, Nhật Nam cũng thế này. Đó, Ngọc Anh ơi, Ngọc Anh đâu rồi? Đức Duy nè, Đức Duy tập trung học nè. Gia Linh nè. Rồi. Đó, Quang Kiệt rất chăm chỉ, chăm chú làm. Tuệ Mẫn nào, Tuệ Mẫn ơi. Rồi, Tuệ Mẫn ngồi làm nhá. Ngồi lên ghế con, ngồi lên ghế làm. À không á. Rồi Xuân Lê cố gắng nha. Đó, Đức Nhân làm xong rồi thì phải. Rồi. Rồi Minh Ngân ơi, Minh Ngân làm chưa?
Mình có kết quả mình ghi vào vở nhé. Mình ghi vào vở. Rồi, có bạn. Cô vừa mới đi ra khỏi thì có bạn đã xóa rồi. Có bạn. Rồi, Duy Lai nào. Cô mời Duy Lai ra khỏi phòng. Rồi, bạn Duy Lai đâu rồi? Cô mời Duy Lai. Ra khỏi phòng. Bốn. Sao? Là không có chữ ở trong này đâu. Bốn. Giơ bốn ngón tay lên coi. Bốn. Trừ hai. Trừ hai. Rồi. Trừ một. Một. Còn mấy đây? Mời Duy Lai ra khỏi phòng nha. Rồi. Một. Giơ một ngón tay lên. Một lần nữa Duy Lai. Một. Cô tìm một. Được. Cô rồi. Tìm được Duy Lai rồi đấy. Bằng mấy? Rồi bạn nào bạn Nguyễn Thị gì đây bạn Nguyễn Thị. Rồi mình không Nguyễn Thị Hà Nhi à. Mình không làm. Không ghi những cái mà ở trên slide của cô nhá. Không là các bạn khác sẽ khó nhìn. À Đức Nhân có kết quả rồi, anh Khoa đã có kết quả rồi, chính xác. Rồi. Khánh Linh đã có kết quả. A, B, C, E, F. Khánh Linh soạn nốt nhá. Rồi, Khuê có kết quả. Phúc Toàn đã có kết quả. Nhanh quá. Rồi Minh Ngân đã giơ tay. Phép tính Y không biết giơ tay thế nào cô ơi. Y nào. Rồi phép Y rồi. Phép Y vướng mắc. À Ngọc Anh à, Ngọc Anh. Rồi, bạn nào mà làm được câu Y là bạn ấy cực kỳ thông minh đấy. Ai làm được câu Y thì là thông minh, còn bạn nào không làm được câu Y là người tuyệt vời. Nào để xem nào bạn nào làm được câu Y. Trời ơi, đúng là học sinh. Này bạn nào cũng làm được câu Y hả? Rồi Nông Gia Linh nào, cô mời bạn Gia Linh nào. Xong rồi, con xong rồi ạ. Khang nhá, Khang nói là con xong rồi ạ nhá. Làm sao con? Con nhắn cho. Đâu, con máy cái gì? Ừ. Con nhắn ư, đâu cái nào. Rồi, có bạn đang vẽ. Có bạn đang vẽ này, cô Dung không đồng ý đâu. Rồi, đúng rồi, con xong rồi ạ. Rồi, còn 10 giây cuối cùng để cho các bạn làm. 10. Chính xác. Phép tính Y, bé Khoa không biết làm. Đây mới gọi là em bé của cô Dung đây này. Bạn nào làm được em bé? Bạn nào không làm được câu Y? Đây mới chính xác là em bé 4 tuổi này. Được. Rồi, hết giờ, gửi đáp án lên cho cô nhá. À, cô Dung nói về quy ước ạ. Quy ước số. Số 1 là mình giơ một ngón tay. Số 1 là 1 ạ. Một ngón tay phải lên. Số 1 là cây nến, số 2 là tai thỏ,
chưa? Số 3. Số 3 là mình xoay bàn ngón tay ra là cái dĩa. Đó, số 4. Số 4 là cái quạt. Số 5 là anh béo. Số 5 anh béo. Số 6 càng cua. Số 7. Số 7 đây ạ. Số 7 đây, số 7. Cây súng bé. Số 8 súng lớn. Số 9 là bye bye. Rồi mình thực hiện trên màn tay phải. Mình thực hiện trên màn tay phải ạ. Tay trái là hàng chục, tay phải là hàng đơn vị, được chưa? Đó, tay phải là hàng đơn vị. Trong bài tập ngày hôm nay thì mình sẽ dùng tay trái à? Quay tay trái không? Quay tay trái không? Nếu không phải lắc đầu. Ơi. Dùng tay phải nhá. Ơi, cô dùng chưa phải ạ? À, tay phải đây. Bài đầu tiên. Bài đầu tiên cô xin mời. Cô xin mời bạn. Một cái lén. Cô gọi này, cô gọi bạn Khánh Linh. Phần A, cô mời bạn Khánh Linh. Rồi Khánh Linh ơi, Khánh Linh đâu rồi? Dạ. À rồi Khánh Linh. Khánh Linh chưa bài cho cô nhá, phần A nào. Em được cô nói đáp án hay gì ấy cô? Ơi, thao tác, cô xem thao tác của con. Thao tác tính vào đáp án. Hai. Rồi, hai chính xác về hai ngón, đúng rồi. Trừ đi một. Rồi. Đi bằng một. Một. Trừ đi một, không trừ được ba. Thì ta lấy 11 trừ đi 3. Hả? À, đâu? Cái tính của cô là 2 trừ 1 cộng 3 mà. 2 trừ 1 cộng 3. À, cộng 3. 2 trừ 1 bằng 1. 1 lại cộng với cả 3 thì bằng 4 ạ. À. À rồi, thao tác. Kết quả của con là chính xác. Tuy nhiên là mình sẽ không như thế đâu nhá. 1 à 2 trừ đi 1 còn bằng 1, bằng 1, 1 rồi lại cộng thêm 3. Mình không tính như thế, à mình không đọc như thế mà mình nhìn luôn và thao tác tay luôn nhá. Được chưa? 2 trừ 1 cộng 3, 1 2 3 xòe bằng 4. Được chưa? Bằng kết quả cuối cùng nhá. Được chưa? Mình không nói là 1 à 2 trừ đi 1 bằng 1, 1 lại cộng thêm 3. Như thế là cái não của mình nó chạy nhiều. Được chưa? Mình cho não sẽ ít thôi nhưng mà nhanh nhá. Đấy là rèn cái sự tư duy đó. Rồi, cô cảm ơn Khánh Linh. Kết quả bằng mấy nhỉ? Kết quả bằng 4. Được chưa? Bằng 4. Rồi, tiếp cô mời một bạn. Cô mời bạn Tuệ Mẫn. Ơi, Tuệ Mẫn nãy vừa học vừa chơi, rất vui. Tuệ Mẫn nào? Tuệ Mẫn làm cho cô câu B nào? Rồi, Tuệ Mẫn mở mic lên con. Rồi, con nói lại đi. Nào. Bốn. Trừ 1. Rồi con. Trừ 2 nữa. Trừ 1, 2. Không, con làm lại là 4. 4. Trừ đi 1. Trừ đi 2. Trừ đi 2 là bỏ 2 ngón, cất đi. Bằng mấy đấy? Bằng 1. Con quay ra cô ấy. Bằng 1. Trừ cô. Rồi, con đi cô. Sao đây lại nào? Bằng 1. À. À rồi, chính xác. Bằng 1 đúng không cả lớp? Chúc mừng con. Đó, em bé thông minh. Rồi tiếp. Một bạn nữa làm cho cô câu C và câu D. Đọc kết quả luôn. C và D. Rồi, mời Đức Nhân. Thưa cô. Dạ thưa cô. Câu C là 0 và câu D là 1. Rồi, đúng không cả lớp? 0, C, 1. Đúng không cả lớp?
Đúng thì vỗ tay cho bạn nào. Đúng rồi. Rồi. Tiếp theo, mời một bạn tiếp. E, F. E và F. E và F. Mời bạn Anh Khoa. Rồi, anh Khoa đang tập trung làm. Rồi. Mời Nhật Nam nào. Mời Nhật Nam làm E và F nào. Alo, Nhật Nam, Nhật Nam. Có bạn nào nghe thấy bạn Nhật Nam không? Nhật Nam ơi. Rồi, Nhật Nam làm câu E và câu F cho cô nào. Làm câu E nào. Con đi trả lời ngoan. Con thưa cô đang nhìn các con đấy. Con thưa cô ạ. À. Con thưa cô ạ. À. Cô E rồi. Kết quả bằng mấy đây? Bằng 1 ạ. Thì cô F kết bằng 2 ạ. Rồi bằng 2. Cô F đúng chưa cả lớp? Cô mới nghe thấy. Bằng 2 ạ. Cô F bằng 2 ạ. À. Rồi chính xác rồi. Chúc mừng Việt Nam. Rồi Việt Nam thao tác tay đúng nha. Rồi. Cảm ơn cô. Dạ vâng ạ. Rồi, tiếp theo câu G. Câu G và câu H. Câu G, G và câu H nào. Câu G và câu H. Rồi, Hoàng An giơ tay. Rồi, cô mời Hoàng An. Rồi, cô mời Hoàng An làm câu G và câu H nào. Hoàng An ơi, mở mic lên con. Mở mic lên thao tác tay nào. 1, cộng 3. Rồi, giờ nào. Khôi Nguyên nha, Khôi Nguyên. Cô không đồng ý với Khôi Nguyên đâu. Rồi, giờ nào. Nhanh lên. Rồi, kết quả bao nhiêu con? Nông Gia Linh, bạn Nông Gia Linh đâu ạ? Bạn Dông Nông Gia Linh cơ tay cho cô xem nào. Rồi cô không chấp nhận bạn Nông Gia Linh như này đâu nhá. 3 lần rồi. Vẽ lên slide của cô. Cô chưa hỏi Gia Linh, cô chưa mời Gia Linh đọc kết quả nhá. Gia Linh không được tự ý như thế đâu nhá. Để cho các bạn khác, cho các em bé khác 4 tuổi nhỏ hơn mình làm bài chưa? Cô bị vang quá. Bằng 1, rồi, bằng 1. Chính xác, bằng 1. Rồi. 1. Bằng 1. Rồi, để cô vẽ nào. Rồi, bằng 1. Tiếp. Cô mời Khánh Chi. Cô sẽ mời hết nha. Cô sẽ mời hết Khánh Chi. Rồi xong. Khánh Chi ơi, Khánh Chi. Câu hát Khánh Chi nào. Lấy tay lên làm. 3. Ba. Xé tay ra con, xé tay lên cô xem nào. Trừ 1 cộng 2 bằng mấy? Bằng 4. Trả lời đầy đủ, dạ thưa cô. Con thưa cô bằng 4. Rồi, đúng rồi, chính xác bằng 4. Bằng 4. Rồi, phép tính cuối cùng. Phép tính cuối cùng. Ai làm nhanh nhất? Ai làm được? Giơ tay. Trời ơi. Rồi, Bảo Nam. Rồi, cô mời Bảo Nam. Bảo Nam làm được hả? Rồi, Bảo Nam nào. Bảo Nam cho cô nào. Thao tác tay xem nào. 1. Đúng rồi, xem 1 lên. Cộng 4. Có 4 ngón tay không? Không. Thế có làm được không? Có làm được không? Có. Rồi nào, có mấy ngón
tính là 4 cơ mà. Đó, rồi, thế này mới biết là ai học được em bé 4 tuổi, ai học em bé 10 tuổi đây này. Rồi, cô nhìn kết quả nhá. Cô nhìn kết quả đây này. Ờ, gì nhờ? Bảo Nam em bé 10 tuổi. Quang Kiệt em bé 10 tuổi này. Phúc Toàn em bé 10 tuổi này. Khoe em bé 10 tuổi này. Đức Nhân em bé 10 tuổi này. À, anh Khoa đúng rồi, anh Khoa chỉ dừng lại câu hát. Rồi, không có câu y. Đúng là em bé 4 tuổi. Ơi, mình học cán finger là một em bé 4 tuổi hay em bé 10 tuổi nhờ? Em bé mấy tuổi? 4 tuổi nhá, đúng rồi. Rồi, mini này, cô giải thích này. Đó, cô thử xem nào bạn nào học đúng theo đúng chất của em bé 4 tuổi. 1 cộng 4, có 4 không? 1, 2, 3, không có 4 để cộng. Không có 4 để cộng, cái này áp dụng quy tắc anh béo xảy ra, anh gầy thu vào này. Đó, cái này khó này. Anh béo xảy ra, anh gầy thu vào, cộng 4. Không có 4 để cộng thì cô Dung mượn 5 thì bớt đi 1. Đó, anh béo xẻ ra, anh gầy thu vào, chưa? Trừ 4 tiếp. Trừ 4, có 4 để trừ không? Không. Cô Dung lại mượn quy tắc. Anh béo thu vào, anh gầy xẻ ra. Trừ 4 là lấy? Xẻ 5, rồi lên 1. Được chưa? Kết quả bằng 1. Đó, áp dụng hai quy tắc cho một phép tính. Rồi, hai quy tắc này chúng mình học ở những cái bài sau nhá. Được chưa? Kết quả của phép tính này sẽ là ở cái mức độ mà của các con thì sẽ là bằng không có kết quả. Chưa? Rồi. Chúc mừng các con. Vỗ tay và nói thông minh. Thông minh. Ơi, mình nhớ học tập bằng một em bé 4 tuổi nhá. Được chưa? Không học tập bằng em bé 10 tuổi đâu, được chưa? Rồi. Rồi, buổi học của cô Dung đến đây là kết thúc rồi. Cô Dung xin cảm ơn các bạn và các bố mẹ đã đồng hành cùng cô Dung học vừa qua. Rồi, chúng mình mở mic lên, chúng mình chào nhau nhé. Con chào cô. 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 Never die.